chi? Say. Nóng ghê vậy đó. Ờ nóng chưa? Ăn à, cua ngay mấy đây thằng bé. Rồi nha nha. Rồi. Con nghĩ đi. Rồi. Con nghĩ đi, con nghĩ đi. Con nghĩ đi. 11 tháng 11 từ 11. Ngày mai tôi cũng được tao chơi anh ấy kèn. Ok. Chơi nha chơi nha. Ôi. Con cho tôi sức khỏe chứ. Thì ngày mai cái sức khỏe mới uống tắm chai rồi. Tận tới chứ. Happy birthday. Rồi đóng cửa lại đây mùa bầu lành. Happy birthday to you. Happy birthday. Đóng cửa. Đóng cửa lại cái nam bà bầu bà đẻ lạnh. Happy birthday to you. Từ 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 từ. Yo yo. Yo yo yo. Chụp hình nè. Chụp hình gì nè, quay phim sinh nhật luôn nè. Ngồi xuống đi không? Ngồi xuống đây. Wow, gì vậy? Trời. Trời, con nó phí không có bia đổ rồi. Rửa mình rồi, chưa say rồi. Đây là mà đẻ thằng chuột ra nè. Đây là ba làm việc để đẻ thằng chuột ra. Đây là thằng anh. Hai hai. Gồm nhé. Hai. Con mau lấy mấy thằng cái đây, xò đi. Xò. Năm nay chuột mày 22 hả? 24. Bỏ bố này cày. Bỏ bực 2 tuổi đi. Ba cha con bỏ nhà nào rồi á? Cái này cha bình không? Cha này quay. Em lời chưa có cha nào nghe. Cha của anh chuột nữa. Cha của con đây nè. Con chuột nguồn cha con ạ. Chuột nó mới uống nè. Mẹ lúc nào cũng đè cái dây cuối cùng uống. Ngồi nằm trong đó. Mày vô đây không? Đây là tôm hầm nè, cái này là mực mực nhồi thịt nè. Cái này là gọi chi Dương? Hả? Gọi chi đi? Giới thiệu xin gọi tôm. Cái này là bún. Kia là bánh của thằng cu chuột. Bún nè. Đây là sư phụ. Có một chai nó nằm luôn bó tay. Còn thằng này sao? Hai nam. Thằng này nhắm mắt nhắm mũi. Năm 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 đường bay mà nè. Yo bro. Con đầm chơi gãi đi. Yo. Người cha. Khổ cái hết cha. Đừng tôm mày. Giờ là nửa chai, còn ngày mai là 3 giờ là phải nửa chai nữa. Rồi xong rồi là 7 giờ thêm nửa chai nữa. Đi ngủ. Mày chơi làm chơi. Mày dẹp mày đi đâu? Tao nhà ngủ không dẹp. Sò. Chơi sò nửa chai vô. Nửa chai. Uống đi. Thì vô. Uống đi. Dương hôm nay về sớm Dương. Hôm nay Dương về sớm rồi. Hôm đó về 10 giờ. Chưa tới nửa chai. Đang ngon. Cố gắng lắm á. Ok giờ phần tư rồi. À. Vô không nữa. Quay phim gửi về cho. Quay phim gửi về cho Đinh coi nè. Tao xỉn tao đúng mà. Đi rồi. À. Đi bây giờ. À. À. Gửi về cho Đinh coi nè. À muốn nhận chi vẫn Đinh không? Làm sao gửi về được? Bỏ trên YouTube á. Bỏ trên mạng á. Thì nội chí nay đi sinh nhật em đi gia đình vui vẻ để gọi chào ông vô. Chị nữa không? Chào ông. Có ở nhà gặn nhiều chị sức khỏe. Ôi thằng Đinh cái mồ sức khỏe đấy. Cái ngoài đường mãi là có sức khỏe đấy. Con này nè.